Chào bà con nha, hôm nay là tiếp tục lại nhai về cái đất trồng cây với lại mấy cái ươm hạt với lại ấy cho bà con tiếp nha. Dán tranh thủ nói hoài một cái vấn đề, nói khoảng chừng 2 lần 3 lần, mỗi lần mình nói khoảng 30 phút gì đó, hy vọng là nó giúp ích cho mấy bà con mà mới mới vào trồng. Đợi khoảng 3 phút 5 phút á. Để mình coi cái âm trên cái này nó có lên không. Ok, đợi mình chút xíu. Sao nó không có lên cái này? Chào bà con nha. Hôm nay mình cũng nói tiếp về lại về cái làm đất trồng với lại cái gieo hạt à. Thì con quá trời mà mình bán hạt hoặc là mình tư vấn mình nói chuyện thì đa số cũng rất là nhiều bạn mới, và những cái bạn mà ở vùng lạnh lạnh này nọ bên mình, giống như là Midwest bên mình nó cũng nhiều mà cũng không thể nào mà nhắn từng bạn hoặc là ấy được á. Cho nên bây giờ ngay lúc này á, mình ở bên zone 6, zone 7, zone 5, zone 4, ví dụ như bây giờ Wisconsin, Illinois, Michigan, Minnesota, Iowa này kia nọ đó, thì mình cứ gieo hết mấy cái cải, mấy cái tầng ô, những cái loại mà nó chịu lạnh á, mình gieo nó trước. Cải này nọ là khoảng chừng 30, 30, 32 độ nó vẫn ok, nó vẫn chịu được. Mình gieo từ từ đến mà vô mà đầu tháng 4 này nọ lên là nó có lên, mình có là mình ăn rồi. Và bây giờ thì nếu mà mình chịu khó thì mình ươm trước mấy cái hạt giống như là ớt, cà pháo, đậu rồng, muốn trồng thử thì cũng được. Rồi bắt đầu qua khoảng giữa tháng 4, đầu tháng 4, giữa tháng 4 là mình bắt đầu mình ươm mấy cái bầu bí, khổ qua, dưa gang, dưa leo này kia kia nọ. Những cái loại mà dưa leo này nọ nó rất là lẹ có ăn, khoảng chừng 40 ngày, 40 ngày, 45 ngày à. Có dưa gang thì nó sẽ hơi lâu chút xíu, dưa gang khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Nó phải nóng lên, nó ấm lên rồi mình trồng nó lâu thì nó mới có trái. Còn bầu bí mướp này thì trung bình nó cũng khoảng 3 tháng. Năm ngoái mình trồng cũng trễ lắm, khoảng gần cuối tháng, giữa tháng 5. Ok, sorry bà con nha. Cái internet hay bị gì á. Giữa tháng 6 mình mới đem ra ngoài thì nó cũng vẫn kịp có trái vẫn ấy à. Ok được rồi. Dưa leo thì nó lẹ, nó mau có trái lắm, không có ấy. Có một bạn hỏi là bây giờ như cái nhà mình mới mua rồi phía sau đó nó có một cái khoảnh đất, nói chung nó cũng khoảng chừng 20-30 feet vậy đi, rồi còn cao ấy. Mà nếu mà bây giờ chưa, mình cũng mới nói, mình nói là bây giờ nếu mà tiết kiệm á thì có thể là mình cũng không có cần mình mua raised bed hay là mình làm gì, cho dù mỗi ngày mình ra mình làm chút xíu, mình kiếm đồ cuốc đồ, nếu mình có cái máy xới mình xới cái đất lên, mình cào cái cỏ lên, mà nếu mà đất nó tốt quá thì mình không có cần phải mua garden soil là mua gì chăng á, mình chỉ cần mua thêm compost rồi mình mix nó lên thôi, và rõ đầu là mình đào xuống là mình trồng, hoặc mình có thể làm từng khoảng rồi đó, mình tự mình trong đầu mình ra một cái ô đó, nó nói như vậy vậy đó, mình làm từng ô từng ô từng ô ra. Ví dụ như cái khoảng nào mà nó nắng mà có mình phải mình gác một cái vàng lên được đó, thì mình sẽ trồng khổ qua hoặc này kia, rồi kế đến chỗ nào mà nó có nắng tốt đó, thì mình trồng ớt,
là cà pháo, mấy cái loại cây mà nó chịu nắng. Còn xích vô, càng xích vô chút xíu mà vô cái khoảng nào mà nó hơi râm râm chút xíu á, mát mát chút xíu á, thì mình có thể mình trồng mà cải này nọ được. Xà lách son trồng cũng ok, cũng cũng dễ, có mấy mùng tơi. Còn ngoài ra ví dụ như bây giờ mình trồng mà ở dưới đất là như vậy, bữa giờ mình nói hoài, nếu mà mình trồng dưới đất này nó đất mình tốt thì mình mix cái compost với là cái tóp xôi rice bed, mình cũng có thể làm như vậy. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình trồng trong chậu á thì mình cũng mới nên điều chỉnh chút xíu, là mình chịu khó mình mua thêm cái garden soil. Tại vì nếu các bạn mà có thấy là khi mà mình trồng Milan Nguyễn xíu mình nói củ sắn nha, khi mà mình trồng mình thấy cái bao đất mà garden soil á, trong đó nó có mấy cái lợn gợn, mấy cái vỏ cây, mấy cái xác cây này kia kia nọ được á, chứ nó không phải đơn thuần nó chỉ là đất không, thì khi đó mình mix cái garden soil với cái compost đó, là mình trồng cho những cái chậu mà khoảng chừng 5 7 galon 10 galon lên á, thì nó sẽ giúp cho thoát nước tốt. Chứ nếu mà bây giờ mình lấy cái top soil với lại compost không á thì nó đất nó hơi chặt. Trường hợp ví dụ là mình mưa nhiều mình không nói chuyện tưới đi, mưa nhiều quá nước nó không có thoát kịp là cái cây nó sẽ bị úng rễ, nó dễ chết. Mấy lần trước lúc trước mình hay post mấy bài giảng giảng mình nói hoài à, mấy bạn nông dân mà mới mới vô nghề mới trồng á, bị một cái bệnh chúng mình là rất là ghiền tưới, nhiều khi đi ra thấy ngắm nghía cái tưới hoài à. Nhưng mà thật ra cái cây á nó bị thiếu nước nó không có dễ chết bằng nó bị dư nước đâu. Nó bị dư nước á, là nó sẽ dễ, nó thiếu nước thì mình còn lấy cho nó tươi, là chứ còn nó bị dư nước rồi nó úng cái rễ rồi là rất là khó để mà mình cứu. À, Milan Nguyễn trồng củ sắn á thì cái đất nó phải tơi xốp, kiểu mà đất nó hơi ra cát cát chút xíu á, nếu mà đất nhà mình mà đất sét mà nó hơi khó thoát nước á thì mình phải mix thêm vô cái compost nhiều vô cho đất nó xốp nó thoát nước. Còn nếu mà xiên chút xíu nữa thì mình lên luống, mình lên cái luống cũng cần cần bự lắm, khoảng chừng 2 feet 3 feet thôi, bề ngang thôi, mình lên nó cao khoảng chừng một gang tay vậy nè, mình đắp lên lên cái luống, lên lên cái clip lên, rồi mình gieo cái củ sắn xuống. Mà củ sắn là bữa mình có nói rồi là mình đặt cái hạt xuống á, là mình phải đặt cái hạt nó nằm ngang chứ đừng có đặt cái hạt nó nằm nằm dọc xuống. Còn củ sắn thì không có cần ngâm, nếu mà xiên á thì mình chỉ tráng qua nước một cái rồi mình bọc trong cái giấy mình ủ khoảng chừng 2 ngày, 2 ngày 3 ngày đang mình kích cái mầm của nó. Còn cái củ sắn á, cái hạt củ sắn á, là nó giống như là cái hạt bắp vậy nè, nó mình để xuống mình phải để cho nó nằm ngang xuống như này, chứ mình không có để nó đứng 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 lên đứng xuống gì đó. Nhiều khi mình không có để ý, mình để lộn cái đầu này chỗ chỗ nào mà nó có cái mầm mà mình để nó nằm xuống luôn á là nó không có giọt lên được, nó không đông cái mầm lên được. Giờ mình củ sắn thì mình cứ trồng mỗi một lỗ mình để khoảng 2 hạt, nó cách khoảng chừng gần gang tay vậy đó, gần mà không tới gang tay cũng được, tại cái cây củ sắn cái rộng củ sắn nó lên nó không có nhiều, không có lớn lắm, nhưng mà ở dưới nó sẽ có cái củ, cho nên mình giữ khoảng cách khoảng chừng một gang tay đi cho cái củ dưới nó đủ nó phát triển. Cái này nó cao rồi, nó cao cũng cả chừng, nó không có cao lên nhiều, cỡ cái chùm lá nó lên như đây à, nó mọc lên cũng cả cả giống như mấy cái cây khoai lang này kia nọ lại á. Củ sắn trung bình mình trồng ở chừng 2 tháng rưỡi tới 3 tháng này là mình đào lên mình cái củ. Nhưng mà củ sắn mình trồng á, mình là mình giống như là sắn nước ăn nó non nó ngon. Ok, mình trở lại cái nãy mình nói về cái đất nha. Tại vì thấy nhận thấy ví dụ như bên này cũng không phải là nhiều nhiều bạn mà nhà mình có đất đều nhiều, mà thật sự ra những cái bạn mà có đất nhiều mà trồng nhiều được thì đa phần là có kinh nghiệm nhiều. Và những bạn mà mới trồng hoặc là nhà mình không có đất nhiều, ví dụ mình làm chừng 2 3 cái raised bed, 3 4 cái raised bed, rồi mình trồng thêm chậu này kia cái nọ đó, thì cái đó mình nghĩ là mình chia sẻ nhiều thì có thể là mấy bạn nó cần ấy hơn. Cho nên mỗi mình cố gắng là 1 ngày 2 ngày, nếu mà bữa nào không có lu bu quá thì mình like mình nói chừng 30 phút về những cái vấn đề đó. Ví dụ như bạn nào mà có nghe hoặc là có hỏi gì là hoặc là có ấy thì giúp ích được cho mấy bạn. Thì nếu mà mình trồng trong chậu á là đất nó phải thoát nước nó tốt, cái chậu mà càng nhỏ là đất nó thoát nước phải càng phải tốt. Cho nên mình thấy mà tại sao mà
Đúng là chợ thị trường nó vẫn phải có bán cái Optimist, hoặc là mình đi ra ngoài chợ đến hè mình ra Garden Center mình cầm cái những cái chậu mà của nursery người ta ôm lên đó, mình nhấc lên đó, nó nhẹ hều và trong đó nó toàn cái đó gọi là giá thể không à, cái medium á, cái medium để mà nó grow những cái cây á, một là peat moss, hai là những có những cái loại cây khác thì nó là những cái sơ dừa, những cái ấy nó không à, chứ hoàn toàn nó không có đất nhiều. Tại vì người ta trồng mà chuyên nghiệp rồi thì ta sẽ có những cái giá thể kiểu đó, và cái chậu nó nhỏ, nó buộc nó phải thoát nước tốt để mà cho cây nó ấy. Cho nên mình nói là nói hoài nói hoài thì nó cũng kỳ đó. Mấy bạn nào mà ở vùng mà lạnh lạnh mà zone 6, nó zone 7 này trở xuống đó, thì bây giờ á bắt đầu mà mình trồng cải này nọ đầu trước, trồng những cái loại nó chịu lạnh trước, cải rồi nói chung mấy loại cải rồi tần ngô này kia nữa. Còn bắp á là mình cũng gieo sớm sớm được, nhưng mà khi nào mình cảm thấy ban đêm mà nó trên 35 40 độ rồi đó, chứ cũng tùy vùng cũng không có nói được nữa. Có khi mình thấy cũng bạn nào ở đâu đâu đó bữa nay cũng có thể cũng còn có tuyết nữa, có khi cũng còn lạnh nữa, không có chắc ăn. Chứ như bên đây mình là quyết trên sân zone 4 thì cách đây 2 3 năm giữa tháng 4 vẫn còn một đợt tuyết xuống gần 3 feet. Còn năm nay thì nó ấm sớm cho nên là bà con mình cũng háo hức dữ lắm. Nhưng mà háo hức thì háo hức, nhưng mà mình cũng không có ấy được. Mình giờ mình lỡ bây giờ mình bày 5 10 chậu mình bày ít ít ra thì nó ok. Còn mà lỡ mà mình đem ra quá trời luôn rồi nó mà bị cái rồi chạy không kịp, rồi nó tốn công tốn sức mình nữa. Mệt lắm. Cho nên bây giờ mình sắp xếp chút xíu. Hoặc trong cái giai đoạn này thì cứ vừa mình dọn dẹp vườn, rồi mình search, mình tìm hiểu thêm về cái phân bón, cái trồng cây. Có thể coi trong cái group của mấy bạn trồng cây bên này, nó có rất là nhiều group. Hoặc là mình cũng có thể mình coi trong YouTube. Rồi khi mà mấy bạn có một cái hiểu mà giống như hiểu sơ rồi đó, rồi mấy bạn có thể gặp vấn đề gì đó hỏi mình thì mình giải thích nó sẽ dễ dễ hiểu và dễ nắm bắt hơn. Chứ nhiều khi mình cũng nói, nhưng mà có nhiều bạn cũng là mới tin luôn rồi hỏi hoặc là gì con cái, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình sắp xếp để mình trả lời. Cũng có khi mà nói rảnh hơn thì gọi Messenger hoặc là gọi phone thì mình cũng giải thích như vậy thì cũng 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 hiểu. Nhưng mà để cho mà hiệu quả hơn á thì khi mà mấy bạn hỏi, mấy bạn mà có cái dưa leo lào, dưa gang, dưa hấu á, bữa mình có đệ tử tên Thương ở bên Florida có viết cái note mà chỉ mình về mấy cái dưa gang á, để mình lục lại cái note đó chi tiết không kể. Nhưng mà có một cái chung á, là người ta nói là ví dụ mà nó ra được khoảng 10 cái lá thật á, là mình bấm cái ngọn nó để cho nó đâm ra nhánh. Rồi khi nào mà nó ra cái nhánh nhánh á, khoảng bao nhiêu lá á, mình bấm một cái mình chỉ chừa trên một cái nhánh á, nó chỉ ra một trái thôi, chứ mình cũng không phải để cho nó ra nhiều trái. Cái đó là mình trồng ở nhà, hoặc là những cái kỹ thuật để mà mình bấm cái ngọn, hoặc là mình bấm cái nhánh của nó để cho nó ra. Chứ còn thật ra mà mình trồng á thì mình thường là mình cũng để cho nó tự nhiên à, chứ chủ yếu là mình vào cái chăm sóc nó, chứ không phải là để mình bấm để mà cho nó ra nhiều. Tại nếu mà ra nhiều trái thì trái nó sẽ không to, còn nếu mà muốn mà để mà cho trái to là mình phải những cái nào nhỏ nhỏ nó ra phải bấm hết. Tại nhiều khi mà nếu mà trồng ngoài vườn này kia cái nọ thì cũng không có thấy nó được cái đó. Bây giờ thì dọn đất, dọn vườn này kia cái nọ. Với khi mà mình chỉ mình nói, nhất là mấy bạn mới á, mình cũng muốn nhắc để mà mình tiết kiệm, hoặc là mình mua sắm sao cho nó hợp lý á, là nhớ mua cái thùng mà màu đen đen mà thùng nắp vàng á. Cái thùng đó là ở chợ Lowe's cũng có bán, về nó Home Depot cũng có bán, hoặc là có khi bữa ông Kim Trần nói ở Sam Club hay là ở Costco gì đó, có khi bán cũng còn rẻ hơn á. Mình mua khoảng 2 cái 4 cái để mà mình cũng có thể dùng cái đó mình trộn đất sơ sơ luôn cũng được, và để mình để dành mình
ủ thêm cái compost hoặc để mình dành dành thùng đó mình trồng cây này, nếu mà tiện tại cái thùng nó rất là bền, nó cứng lắm, nó chắc, nó không có bị nứt rồi hay nắng mưa nó không có bị ấy. À, đúng rồi bè. Bây giờ là 10 giờ, cái khoảng 10 giờ 20 hoặc là 10 giờ rưỡi nhỉ. Các bạn nào thắc mắc gì mà về ví dụ như bây giờ mình đang dọn vườn, mình đang chuẩn bị mình làm raised bed hoặc là mình làm gì mà hỏi về cái đất hoặc là sao sao thì hỏi nha. Bởi vì mình nói này cũng ba bốn lần rồi, tại vì cùng một cái chủ đề á thì mình ráng mình nói khoảng vài lần để mà cho nó giống như mình nói mình nhai vậy đó, mình nhai hoài vậy đó, rồi khi mà nó xong rồi đó thì mình sẽ đi qua cái chủ đề kế. Thì cũng cố gắng là sắp xếp sao để mà mình chia sẻ ấy cho bà con để mà trồng mà làm cho nó có hiệu quả. À, đúng rồi anh Thanh Ngô. Hồi mùa trước em mua trên Menor nó có cái rebate á thì cũng khoảng 11 đồng. Em mua cũng mấy cái lớn lớn rồi nó có hai size, nhưng còn có ba bốn size, là mua size cái medium với lại cái size lớn, size large á. Nó cũng tiện lắm, mình đồm làm được đủ thứ đó, cũng có thể mình cần tưới cây tưới nước á, mình kéo cái thùng nó ra gần cái chỗ nào á, rồi mình kéo cái vòi vô mình đổ nước vào đó, xong rồi mình xách cái thùng đi mình tưới, rồi vô mùa có thể khi mình tưới cây hay gì mình chỉ cái chiêu mà tưới tay của mình lại ra khoảng chừng 8 cái thùng 10 cái thùng vậy mỗi một khu vậy đó, rồi mình sẽ kéo cái vòi nước ra mình để vô mình bơm hai hai thùng này, xong mình xách vào thùng mình đi mình tưới, rồi mình kéo vòi qua tới nó cứ nối tiếp nhau vậy đó. Trồng cây thật sự rất ra nói giỡn với bà con chứ vô mùa thật sự ra mình nếu mà đam mê mà mình không có ấy mình tốn nhiều lắm á, bởi vì mình nhắc bà con là mình chỉ và mình nói cái nào á để cho mình làm sao mà cho nó hiệu quả mà nó bớt tốn kém. Cũng ví dụ như bây giờ nếu mà mình trồng ở dưới đất còn mình làm raised bed á này nọ thì mình cũng không có cần tốn tiền mình đi mua cái garden soil hay là cái potting mix chi cho nhiều đâu. Nếu mà cái đất mình xấu lắm á thì mình mới cần mình mua thêm cái garden soil này kia, cộng thôi mình chỉ cần mình chịu khó mình xới lên, mình sắn cái đất vườn mình lên, mình trộn compost vào là mình đủ để mình trồng rồi. À, hồi quên nữa, mình chưa quên lấy cái ly máy xới cái tiller, cái mà nó đẩy bằng tay mà nó ghim điện á, cái đó là nó giống như kiểu như cái máy hút bụi vậy đó, mà nó dưới nó có cái lưỡi xới á, rồi mình gắm điện vào rồi mình đẩy đi cho nó xới thì làm gì nó rất là tiện. Ví dụ như mà cái khu nào mà thậm chí khu nào mà có cỏ mà mình muốn xới lên để mình trồng mình vẫn làm được, mình đẩy máy cắt cỏ mình cắt cho nó sát xuống, xong mình lấy cái máy đó mình xới lên, rồi mình lấy cái rác á mình cào mấy cái lớp cỏ trên lên là mình tới cái lớp đất rồi. Cái đường truyền cái internet nó hay bị chậm chậm không sao. À đúng rồi, hôm nay đang cầm bịch nọc sen. Ngày mai mình ngâm sen xong rồi ngày mai mình sẽ cắt hạt sen rồi mình chỉ cho bà con ngâm hạt sen nha. Còn cái đất trồng sen thì nó dễ lắm, qua mình nói đi nó lại có mấy lần rồi, thì mình chỉ có lấy cái topsoil mà cái đất mà nó đất đất hơi đất sét á chút xíu á, rồi mình bỏ vào cái thùng cái chậu ấy không có lỗ thoáng nước dưới nha. Có người hỏi là trồng sen thì có đục lỗ dưới không, đục lỗ dưới thì nước nó chảy ra hết sao trồng, là mình đổ vào rồi mình quậy lên, mình quậy cho nó đều nó nhiều lên hết trên, quậy bùng lên vậy đó, quậy bùng lên nó đục ngầu luôn vậy đó, rồi mình để khoảng chừng 3 ngày rồi nó sẽ lắng xuống à, là cái lớp ở trên nó sẽ trong à, xong rồi mình vớt cái những cái xác cây này kia nọ ở trên ra là nó sẽ thành đấy. Nhưng mà nếu mà chịu khó hoặc là siêng á thì trước khi mà mình đổ vào mình quậy lên á thì mình mua cái worm casting á, cái phân trùng á mình bỏ vào cũng không cần nhiều lắm, mình bỏ mỗi cái mình một ví dụ một 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 thùng 5 gallon đi thì mình bỏ khoảng một cup worm casting là được rồi, bỏ vào để cho nó thêm cái ấy cho cái sen nó ấy. Rồi mình quậy lên rồi mình để khoảng 3 ngày 4 ngày rồi nó lắng xuống. Rồi cái hạt sen mà khi mình ngâm cho nó ra mầm ra rễ khoảng chừng
hai tầng là nó sẽ yeah I have, nhưng mà giờ đang live kêu nói ấy, hỏi hỏi con ra muốn đồng cộng tím không, nó muốn đồng cộng tím là có, nhưng mà mình nói mình vẫn có, mình lấy thì trong trường hợp nhiều khách hỏi hoặc là khách muốn 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 mua, nhưng mà thật ra là mình bữa mình nói rồi, nó chỉ là tím được 14% mà, chứ nó không có hoàn toàn tím. Ở Việt Nam mình á là nỉ loại đó nó mọc ngoài ruộng ngoài kia nọ đâu á, mà nó mọc lan 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 lan, nó bò lan 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 ra cắt bán, chứ còn cái đó là cái hạt giống thì mình chưa thấy, ở bên Thái nó mới có, chứ ở Việt Nam thì cũng cũng mấy công ty hạt giống cũng không có làm hạt. Cũng giống như hôm qua hôm kia các bạn gì hỏi cái rau muống Ba Chạc ngon hay không á, thì mình nói nó dở hơn rau muống Việt Nam, nhìn nó đẹp nó ấy lên, mình cũng vẫn có lấy về nhưng mà mình lấy ít nè, thì mình vẫn định để trên web để mà mình bán thôi, chứ mình không có giới thiệu. Tại vì ví dụ cái loại nào mà mình giới thiệu mà mình khuyến khích bà con trồng á, là mình biết rõ về đó, mình trồng rồi và mình đã thực tế rồi, thì mình mới do giới thiệu cho bà con trồng. Giống như là bắp, hoặc là rau muống lá tre, rau muống lá to, rau muống Thái, rồi mồng tơi Nhật, là những cái loại nào mà mình trồng mình thấy nó dễ và nó hiệu quả và nó tốt thì mình mới giới thiệu, còn nếu không thì mình cũng không có giới thiệu cho bà con trồng chi. Sao không thấy cái comment ta, nó lên không có hết ở trên cái màn hình, cái phone cũng không có thấy cái comment. Để mai mai hoặc bữa nào mình phải chỉnh cái máy lại hay sao, chứ nhiều khi live hoặc là mình ngồi mình nói không à, mà mình không có thấy cái comment rồi, có khi là giống như là mình không có trả lời được cho mấy bạn nữa, nó bị không hiểu là nó bị sao. Dạ đúng rồi, hôm nay nó hơi giật giật bị cái đường truyền hay sao, mà trên cái máy thì chỉ thấy có được có 4 cái comment à, nhưng mà thấy cái notification thì tới 14 lần. Hiểu. Chắc bữa nào phải chuyển lại cái máy. Tiffany. Đâu nha, cái rau muống tím á, mình chờ làm cái dưa rau muống ăn rất là ngon nha. Để năm nay mình thử mình ném mình ấy thôi nha. Với mấy bạn rồi rồi vô vô mùa á, mình làm rau dưa rau muống rồi mình ấy cho mấy bạn làm thử để ăn cũng ngon. Mình còn một khẩu là để một chút rồi mai mình mở ra mình ăn coi nó giòn giòn không. Năm ngoái mình vẫn có test, nếu mà khi mấy bạn làm lấy rau muống á, mình làm cái dưa á, để dành mình ăn với thịt kho, cá kho, hoặc là thậm chí mấy món mà barbecue, mấy món nướng cũng rất là ngon. Nhưng mà khi mình làm mình để trong tủ lạnh á, 2 tháng 3 tháng nó vẫn giòn. Cái này là cái hũ dưa rau muống mình làm hồi tháng 10. Hồi tháng 10 mà mình làm, khi mà làm xong rồi mà để trong tủ lạnh thì nó sẽ giữ được cái đồ lạnh, nó sẽ giòn. Giờ nó vẫn còn thơm phức à. Mai mình ăn thử nó giòn không? Nhưng mà mình thử rồi để 2 tháng rồi vẫn giòn. Tại vì đôi khi trong trường hợp mà mình trồng mà rau muống nhiều quá, mình ăn không hết thì cũng khó lắm.
không thấy hết comment không? Ok, là bữa nay là nhắc nhở lần cuối rồi về cái đất trồng cây với lại bà con mà vùng lạnh là mình trồng cải, trồng này kia nọ được tranh thủ ha. Rồi tới ngày mai thì mình chỉ cắt hạt sen với lại mai mình đi mua mấy cái phân bón về á. Mình ghi cái tên lên với mình cầm cái phân bón lên mình đưa cho bà con coi rồi ấy cái đó làm rồi ấy theo. Còn phân bón á, mình trồng cây á, thật ra mình trồng ở nhà trồng nhưng phải là một thật sự mình trồng chứ đừng có nghĩ qua là mình trồng organic, mình chỉ dùng cái từ là mình trồng rau cho nó rau sạch thôi. Rau sạch là mình không có lạm dụng phân bón nhiều, mình không có phun xịt thuốc kích thích sinh trưởng, rồi mình không có xịt thuốc tùm lum tà la này nọ, tại mình trồng mình ăn. Chứ còn ngoài ra cây trồng là nó phải có phân bón, chứ nếu mà không có phân bón là nó sẽ không có tốt, mà nhất là mấy bạn mới trồng nữa. Phân bón cho nó vừa đủ ngay từ lúc đầu, cái giai đoạn đầu nó mới vừa phát triển thôi, rồi khi mà nó lớn rồi thì mình để ngoài trời cho nó tự nắng gió tự nó lớn thôi thì nó vẫn tốt, mình ăn nó vẫn ấy thôi chứ nó cũng không có vấn đề gì hết. Mình mua mấy cái loại ba bốn loại phân bón cơ bản gì đó, giống như cái Osmocote rồi cái Miracle-Gro rồi cái Bloombuster với cái Supertrai với mấy cái này là về á, rồi mình nghe cũng sẽ nhai cái đó khoảng chừng hai ba lần, ba bốn lần gì đó, xong rồi mình sẽ chuyển tới cái chủ đề khác cho bà con. Cái Supertrai thì nó cũng tiện ngay lúc này, tại vì khi mà mình ươm cây á, mình có thể mình tưới cái đó, nhưng mà để qua bữa sau á, thì mình sẽ nói về cái phân bón này kia nọ rồi nó ấy luôn. Nó dễ thì hơn, cái chủ đề nào vấn đề nào thì nó dễ hơn. Còn hồi nãy cái bài post trước cái like này thì mỗi năm mình trồng hoa cũng rất là nhiều, và năm nay thì cũng thể là bớt hoa lại chút, rồi mình trồng rau củ này kia nọ để mà mình quay thực tế hoặc là mình lấy những cái kinh nghiệm thực tế với lại mình quay mình chụp để mình chia sẻ cho bà con này nó luôn. Còn hoa thì mỗi năm mình trồng một cái hoa ai nhiều á, thì trồng nhiều cái hoa đó trồng xong thì cuối năm mình cũng dẹp thôi à. Nhưng mà để mà mình build mấy cái loại hoa mà nó rẻ nhiều á, trồng một lần xong rồi cái năm sau nó sẽ rồi nó thuận tiện. Sao nó hơi bị giật quá ta, tại mai chuyển qua cái phone kia hay là chuyển vô cái laptop thì nó sẽ đỡ bị hơn, nó không có thấy cái comment. Ở vùng lạnh bây giờ mình trồng xà lách son vẫn được, mai mình cũng trồng luôn nè, mai mình sẽ trồng, mình trong vòng từ cuối tuần này mình sẽ trồng cái xà lách son rồi mình chỉ giấy cho bà con luôn. Bữa nay mình mới ngâm hạt ớt với đậu rồng thì mình ủ rồi, và hạt ớt và đậu rồng và pháo, hoặc là còn dưa thì hiện giờ mình cũng chưa có ngâm chưa có ấy đâu. Những cái bạn nào mà nếu mà cắm nếu mà từ zone 5 zone 6 cho lên đó, thì bắt đầu mình có thể mình ôm mấy cái bầu bí khổ qua dưa này nọ được rồi. Còn nếu mà cỡ như là Minnesota, thậm chí như là Illinois luôn á, thì ráng chờ thêm chừng 2 tuần nữa, 1 2 tuần nữa đi, đừng có gấp, cứ làm đất này nọ trước thôi. Dùng lạnh này thì bây giờ trồng cải rồi nữa chứ đừng có gấp mà ôm mấy cái bầu bí khổ qua dưa gì chứ á, đợi thêm chừng 1 tuần 2 tuần nữa thì cho nó đỡ tốn ấy của các bạn, đỡ tốn công sức, lỡ mà nó lạnh lạnh xuống hoặc là nó làm sao mình không có biết được. Mai mình sẽ ôm thêm cà pháo và mình ôm luôn mấy cái rau thơm luôn, với lại có lẽ là như là có hai loại rau thơm mà mình thấy là
cũng cần đó là kinh giới với lại cái é trắng. Còn mấy cái mà lũi dấp cá này kia nọ thì mình nói luôn với mấy bạn mà mới trồng này nọ, những cái loại đó uống lũi thì nó có hạt, chứ còn dấp cá nó không có hạt. Cái rau răm với ngò ôm nó cũng không có hạt, không có bán hạt. Những cái loại mà ví dụ như là dấp cá, húng lũi hoặc là này nọ này đó, thì mình chịu khó mình search cho mấy cái group gần gần của mình, hoặc là mình hỏi ai có, mình xin cái gốc về mình trồng nó rất là dễ. Còn rau răm thì mình năm ngoái mình trồng cũng không có được, để năm nay mình ráng thử lại. Rau răm với ngò ôm này nọ thì chịu khó đi chợ, nếu mà mê quá thì chịu khó đi chợ mua về rồi mình ngâm nước cho ra rễ rồi mình trồng. Lê Trang, bây giờ em ơi, bây giờ thì em lấy cái hít mạch á, là nó sẽ giúp cho cái cây nó mau nảy mầm thôi. Còn mà mua mà để mà đầu tư mà nói mua sắm này nọ thì nó đủ thứ linh tinh lên á, cái hít mạch rồi cái grow light này nọ nữa. Cho nên từ bữa giờ mà anh like hoặc là anh chỉ anh chia sẻ là anh cố gắng anh nói những cái nào nó đơn giản nhất, không có bài ra, nói chung hết cho mọi người là ai cũng làm được, ai cũng ấy được hết. Nếu bây giờ còn tiếc thì chỉ giờ em ôm thì em chỉ có em ủ cho nó ra mầm chút xíu rồi em ôm trong mấy cái cup, mấy cái ấy nhỏ thôi, rồi kiếm cái tray nào á. Ví dụ khi mà mình ôm á, mình không nhất thiết là mình phải xài đúng cái kiểu này, nhưng mà mình kiếm cái khay cái nào á nó dưới thì nó không có dây nước á, mình đặt mấy cái ly mấy cái tray mình vào á để mà mình dễ bơi. Còn nếu mà cái ly nào mà mình dưới mình nó có cái lỗ thoát nước á thì mình dùng cái tray này mình tưới nước luôn, giống như là mình ngâm nó trong đó vậy đó, rồi mình bê nó qua chỗ nào ánh sáng này, cửa sổ, cái tray hoàng phân nửa cái này cũng được, không nhất thiết phải đúng cái tray này. Ví dụ cái tray là cái tray standard mà để mà mình xài rất là nhiều, là cái size 10 20 nó dễ lắm, để rất là nhiều khay này kia nọ, để tuần sau khi mà mình bắt đầu mình ấy cái đất để mà mình ôm cây á, với lại mình ấy á, mình quay mình chụp, có thể mình like cho mấy bạn coi luôn. Nói chung năm nay cũng hơi bị giờ giấc mà làm thì cũng hơi bị trễ chút xíu, chứ thật ra mình ấy rồi, nếu mà mai mốt mà có chia sẻ thì là mình phải đi đi trước mấy bạn một bước, hay là mình phải làm trước, mình chịu khó mình cứ 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 làm trước đi, bạn có cái khái niệm đi, hoặc là mà mấy bạn đó xong rồi bắt đầu vô mùa khoảng chừng tháng này là bắt đầu mình làm chung một lượt thì nó dễ hơn. Nếu mà em chịu mua sắm mà chịu mua tray này nọ thì em lên trên Amazon em search á, mấy cái mà cái starter kit hay gì đó, thì lúc nào nó cũng phải có một bộ vậy đó, nó phải có cái nắp, nó phải có cái nắp đậy, cái nắp cái clear cover là giống như cái dome vậy đó. Thì bây giờ bữa hôm qua mình nói hoài mà nếu mà khi mình ôm chồng vô á, mình để vô một cái như vậy nè, mình ấy nó lại vậy nè, thì nó sẽ giữ giữ ẩm ở trong này như vậy, và ánh sáng thì nó vẫn có ánh sáng nhưng mà nó giữ ẩm như vậy. Ở trên này nó vẫn có cái vent, vẫn là mình mở ra thì những cái lỗ nó thoát cái hơi ra nó không ấy lắm, nhưng mà mình đóng lại cũng được nếu mà trong nhà mình nó không có nóng quá. Rồi mà cái này nó rất là lợi hại, thì cái kiểu này nó giống như là cái small greenhouse thôi, cái nhà kính nhỏ thôi, thì nó sẽ tốt cho cái cây nó phát triển. Rồi đặc biệt là những cái loại nào mà nó cần ẩm để mà nó lớn nó phát triển, nó sẽ cái này nó rất là hiệu quả. Ví dụ cái bạn gì ở bên Tennessee nói bạn gieo rau má cũng không có ngâm lâu không có gì á, nhưng mà hỏi là cái nào mà cho nó phải đúng rồi, Đô Nguyễn, để anh cũng đang định vậy đó, nhưng mà ví dụ bây giờ anh có like hoặc anh một cái đoạn vậy thì anh nói ngay bây giờ, còn nếu mà vô khi mà hết mùa mà rảnh cả mùa thu á thì có thể anh edit anh cắt ra khúc ngắn 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 rồi anh chia ra khúc khoảng chừng 5 phút 10 phút vậy đó, thì nó ấy thôi. Nói chung nhiều việc lắm em ơi, rồi mình thì không thể nào mà mình xảy hết được cái đó. Ví dụ như anh bán hạt ở Mỹ đôi khi mấy bạn quen rồi thì cũng dễ list, rồi mình total rồi mình gửi bill, rồi mình phải nói cái shipping address,
là mình phải đi xuống mình lọ sườn rồi lọ hạt rồi mình phải bỏ vô cái phải như phải ghi cái list ra phải bỏ vô và dán lại rồi phải in label rồi một cái order vậy nó cũng phải tốn bao nhiêu cái thời gian rồi xong rồi còn công việc nữa rồi phải coi ôm cây rồi làm đất rồi chuẩn bị trên farm đủ thứ. Rồi cảm ơn Jason nha. Thì nhắc lại lần cuối với mấy bạn. Đừng có nói mình nói hoài. Là bây giờ cái cố gắng là mua cái compost thôi. Đừng có cần mua cái potting mix hay gì đó nếu mà trồng rau củ này nọ. Và nếu mà cái chậu trồng trong chậu á thì sẽ mua garden soil. Tại garden soil nó có những cái mà hơi vỏ cây này nọ, những cái đó nó cái tác dụng của nó là làm cho cái đất mình nó thoáng hơn mà nó dễ thoát nước hơn. Cũng như giống như là trong cái potting mix á, mà tại sao nó có cái ply á, cái viên trắng trắng á, là cái đó để cho làm cho cái đất nó tơi xốp hơn, nó trộn vào cái đó cho đất tơi xốp hơn để mà cho nó dễ thoát nước. Tại vì ta trồng trong cái chậu và những cái pot nhỏ như pot 3 inch 4 inch 1 gallon này kia nọ, hoặc là trong những cái chậu mà mình thấy mình mua mấy cái cây nursery về, những cái cây chanh cây quýt cây này kia nọ, mấy bạn đâu có đất nhiều trong đó đâu, nó toàn là vỏ cây cái thai bạc rồi mấy cái này kia nọ người ta trộn trong đó không à. Và trong chào anh Hùng Phạm nha, anh đi Việt Nam anh đi chơi nhiều quá em không dám chào, chào sợ anh bị giật mình. Mấy cái mà trồng ở dưới đất á là nếu mà bây giờ mà đất mình nó tốt mình trồng compost rồi thì mình có thể là mình không có để ý về vấn đề phân bón lắm thì cái cây nó cũng vẫn được, nhưng mà khi mà mình trồng trong cái raised bed thì mình phải chú ý phân bón một mức. Mà nếu mà mình trồng trong cái chậu cái thùng mà lớn ví dụ như là 15 20 gallon á thì cũng là cái mức độ phân bón là 2, mà nếu mà cái thùng cái chậu nó càng nhỏ là mình càng phải để ý thêm phân bón cho nó. Tại vì nó trong một cái pot nhỏ, một cái chậu nhỏ thì nó sẽ không có đủ cái dinh dưỡng, và nó khi mà nước mưa hoặc là nước mà tưới đi á, thì cái dinh dưỡng cái phân bón á, nó sẽ dễ bị rửa trôi ra, nó trôi ra ngoài. Cho nên mình ngày bữa nay thứ thứ năm thứ bảy nó ra thứ bảy và chủ nhật là cuối tuần này là mình sẽ nói kỹ về vấn đề phân bón, và nếu ấy mình sẽ nói về luôn về cái niêm ôi hoặc mấy cái xịt căn bản để mình trừ mấy con bọ mấy con aphid mấy cái con này kia cho mấy bạn luôn. Mình đi từng phần như vậy á, ví dụ như một tuần là mình nhai về cái đất trồng này kia nọ và mình nhắc nhở mấy bạn ở vùng lạnh. Xong rồi thì tới tuần tới là mình sẽ nói về cái phân bón và cái thuốc mà để mà xịt trừ sâu. Cái thuốc xịt trừ sâu thì mình thật sự là mình cái hiểu biết cái kinh nghiệm của mình thì nó không có nhiều, mình chỉ nói trong những cái gì mình biết và những cái căn bản thôi. Còn ví dụ những cái bạn mà trồng hoa hồng, những cái bạn mà trồng cái này cái kia nọ, tại vì mình không có trồng bông hoa hồng nhiều thì cái đó là mình không có rõ nhiều, cho nên những cái nào mình biết thì mình mới sẽ nói. Rồi song song đó thì nếu mà cuối tuần này là về cái phân bón với lại mấy cái thuốc xịt trừ sâu rồi làm là đất trồng sen, và mình chỉ luôn là mình nói luôn về cái kỹ thuật khi mà mình ôm ôm cây con làm sao ôm trong cái plate nhỏ và cái chậu nhỏ, hoặc khi mình transplant nó ra cái chậu lớn làm sao, và có thể cũng phải chạy đua chút xíu để mà nhắc nhở. Tại vì khi mấy bạn trồng mấy bạn ôm rồi á, cái cây nó lớn lớn này á, trước khi đem ra ngoài cũng phải nên sao train nó cho xíu chừng 1 2 ngày 2 3 ngày cho nó cứng cáp chút xíu mà đem ra. Rồi xong đó thì tới khi mà đi ra ngoài 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 lên lớn cây được lớn này nọ rồi đó, thì nó cũng cũng tương đối nó cũng ổn hoàn rồi. Rồi xong đó mới tới mình đi ra ngoài mình trồng sao. Rồi mai mốt mới tới chương trình là khoe của giống như là mấy bạn nào thì được sao vậy đó, rồi mình khoe. Ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nha.
Ngày mai mình cắt hạt sen, rồi mình chỉ cho bạn cắt hạt sen, mình cắt khoảng chừng 5-10 hạt thử vậy đó, nó dễ. Khi mà mình ngâm 2 ngày rồi mình cắt thì nó dễ. Cắt hạt sen xong rồi ngâm hạt sen thêm, với lại mình coi khi mà nếu mà đậu rồng với lại mai mình ủ hạt ớt với đậu rồng ấy rồi, thì mà khi mà mình cho đậu rồng vào chậu để mình ươm á, thì mình sẽ làm cho trực tiếp luôn cho mấy bạn thấy, để mà có những bạn nào mới hoặc là ấy thì sẽ có cái khái niệm mà dễ, nó dễ hiểu hơn. Okay, cảm ơn bà con nha.